Dạ, dì ơi, con chỉ muốn gặp anh hai con thôi. Dì cho con gặp anh hai con chút xíu nha dì. Tôi đã nói là đi về mau đi, bây giờ còn đứng đây phải không? Hai người mà còn làm phiền nữa, tôi kêu Phường xuống á, nói mấy người là quấy rối nhà tôi. Ô, khoan đó đã, ô, khoan đã. Đi đi. Thôi mình đi em. Ừ. Tôi chán cái thằng khùng đó ghê á. Từ lúc nó về cái nhà này, lớp nó, rồi con cháu, rồi giờ tới người nhà nó lên nữa. Trí chắc tôi cùng với nó luôn quá à. Hay là mình lại đằng kia đứng chờ anh Vũ một chút. Anh Vũ chắc cũng sắp tới rồi đó anh. Anh nhìn kìa, hình như anh kia anh bị cái gì kìa. Ừ, qua bệnh coi sao em. Dạ. Anh gì ơi, anh gì ơi, anh ơi, anh gì ơi, anh ơi, anh ơi, anh bị sao vậy? Anh có sao không anh? Tôi bị bệnh tim. Tôi đẩy trong cấp xe á. Lấy thuốc cấp đi. Xe, cấp xe. Đúng rồi. Nè anh. Nước. Nước này anh. Từ từ thôi anh. Anh có cần tụi tôi đưa anh vô bệnh viện không? Thôi khỏi. Tôi bị vậy hoài à. Anh chị để tôi ngồi nghỉ xíu đi. Rồi tôi khỏe. Anh chị bận thì cứ đi trước đi nha. Đằng nào tụi tôi cũng phải chờ bạn. Anh cứ để tụi tôi ở đây với anh một lúc, coi anh khỏe thiệt chưa đã. Đúng rồi đó. Hay là gọi người nhà tới đi, cho chắc ăn. À, để tôi gọi về nhà ăn cái. Dạ. Của anh nè. Dạ, cảm ơn chị. Ủa, anh Vũ. Hả? Anh Vũ. Ủa, Nhi, Mẫn. Anh Vũ. Cô anh nè. Ủa, dạ, cảm ơn. Người này là ai vậy? Dạ, anh này lúc nãy bị mệt. Tụi em đỡ anh dậy cho anh uống thuốc, chứ không có gì đâu. Nãy giờ tụi em cũng có gọi cửa, nhưng mà người ta không có cho vô. Hay là trong lúc chờ đợi, mình thuê khách sạn Bình Dân ở ngã tư đằng kia, ở lại cho tiện đi. Có gì tối em tới đây thăm dò, nếu được thì đột nhập vô để bắt anh Bảo. À, dạ được đó anh. Ở khách sạn rất là phức tạp. Không ấy hai tụi em ở nhà anh đi. À, anh Vũ nói đúng đó. Hay là để mình anh ở thôi. Dù sao anh cũng là con trai mà, sẽ tiện hơn. Em về nhà anh Vũ ở đỡ đi. Có gì anh sẽ gọi cho em và anh Vũ tới. Anh cũng không chắc là khi nào gặp được anh Bảo nữa. Mận nói phải đó em. Dạ thôi vậy cũng được anh. À Mận à, hay là để anh đưa em tới khách sạn đặt phòng trước, rồi quay lại đây đón Nhi. Dạ không cần đâu anh, để em đi bộ tới được rồi. Hay là anh đưa Nhi về trước đi, để Nhi nghỉ ngơi, đi đường xa cũng mệt lắm rồi. Ừ, vậy cũng được. Nhi, anh đưa em về nghỉ ngơi, rồi tối anh sẽ đưa em qua đây. Ba đứa mình đi ăn. Dạ. Vậy em đi trước nha. Ừ. Khi nào mà anh mướn được khách sạn thì nhớ gọi cho em biết nha. Ừ. Ừ. Nè em. Dạ em đi nha. Ừ. Anh đi trước nha. Dạ. Anh sao rồi? Người nhà của anh tới chưa? Tôi uống thuốc rồi nên là cũng đỡ nhiều rồi đó anh. Ừ. À mà anh ơi, cái anh Vũ hồi nãy là gì với chị vậy? Ờ, họ là người yêu của nhau. Thiệt hả? Ờ. Chết rồi, tội nghiệp chị quá. Chị bị gạt rồi đó anh. Anh nói vậy là sao? Ờ, nói thiệt với anh, tôi là thám tử, được công ty đối tác của bà Trang thuê để theo dõi bà, coi công ty của bà có làm ăn được hay không, để mà còn hợp tác. Và tình cờ tôi theo dõi được là bà Trang đã có nhân tình trẻ, chính là anh Vũ lúc nãy đó. Hả? Anh chị vừa giúp đỡ tôi, cho nên là tôi mới nói cho anh biết, coi như là để cảm ơn anh, cũng như là để cho chị đỡ bị gạt. Anh có nhầm lẫn cái gì không? Anh Vũ làm sao có nhân tình được chứ? Đây, anh coi đi.
Đây là những hình ảnh mà tôi theo dõi, chụp được mấy hôm nay đó. Không thể như vậy được. Tôi còn biết được là bà Trang không hề biết anh Vũ có người yêu. Anh Vũ đang bắt cá hai tay đó anh. Anh ơi, hay là anh giúp tôi và trừng ông Vũ trước mặt Nhi được không anh? Tôi không muốn Nhi yêu một kẻ sở khanh như vậy. Bây giờ mà tôi giúp cho anh, rồi lỡ anh Vũ anh tra hỏi, anh biết được khách hàng của tôi, tôi sẽ bị đuổi việc đó. Hay là như vậy? Hả? Anh nói là anh thuê tôi điều tra và theo dõi anh Vũ, hoặc là kiếm một cái lý do gì hợp lý là được. Dạ, vậy cũng được. Làm theo cách của anh đi, miễn làm sao giúp tôi và trừng ông Vũ trước mặt Nhi là được rồi. Ok, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, nếu mà mẹ của con có mệt hay là bị cái gì á, thì thím Bảy cứ gọi lên báo cho con biết liền nha thím Bảy. Dạ, con cảm ơn thím. Em đừng quá lo lắng mà, Vũ Út không sao đâu. Hay là lát nữa đi ăn với Mẫn xong, anh chở em đi coi phim nha. Hay là mình để dịp khác được không anh? Bữa nay em không có tâm trạng gì hết. Từ hồi tụi mình yêu nhau tới giờ, anh thấy mình rất ít thời gian ở bên nhau. Tất cả mọi chuyện mình làm chỉ toàn là lo cho anh Bảo. Anh biết Dì Út là người có công nuôi dưỡng em, em phải biết lo cho bản thân em nữa chứ. Chứ không phải tất cả mọi chuyện em làm đều là trách nhiệm trả ơn cho Dì Út. Anh à, không phải là em làm mọi chuyện để trả ơn, nhưng mà em coi mẹ giống như mẹ ruột của em vậy. Em biết là anh cũng đã giúp đỡ mẹ con em và anh Bảo nhiều lắm. Anh đừng có giận em nha. Hay là mình chờ thêm một thời gian nữa được không anh? Anh không có ý giận em đâu. Ý anh ở đây là mình cần có thêm thời gian ở bên nhau đó mà. Dạ, em hiểu mà. Ok, vô đi anh. Ủa, anh Mẫn, anh tìm được khách sạn chưa? Em đang tính gọi cho anh đó. Hả? Ủa, anh Mẫn. Em tránh xa ông ra đi, ông lừa dối em đó. Hả? Em nói gì vậy? Tôi là thám tử do anh Mẫn thuê để điều tra và theo dõi anh. Anh Vũ hiện đang là nhân tình của bà Trang, giám đốc công ty Đại Lộc. Họ đã qua lại với nhau 7 năm rồi. Đây là những hình ảnh và bằng chứng mà tôi theo dõi được. Thì ra là mày mướn thám tử theo dõi tao sao? Đúng vậy, vì tôi yêu Thầm Nhi lâu nay cho nên mướn thám tử theo dõi anh, tìm ra sơ hở để hạ bệ anh. Cuối cùng phát hiện được anh ngoại tình. Thằng khốn nạn tiểu nhân, việc tôi nghi ngờ mày là đúng mà. Bây giờ mày đã thừa nhận mày yêu Thầm Nhi rồi đúng không? Nhi ơi, người yêu chính là em, không phải là bà Trang đâu mà. Anh im đi. Thì ra ngay từ đầu, từ lúc quen tôi, anh đã lừa dối tôi rồi. Nhi, Nhi à, Nhi, Nhi à, Nhi, buông tôi ra. Anh quen bả chỉ là tình thế ép buộc thôi mà, cho nên anh mới qua lại với bà Trang mà thôi. Từ khi yêu em, anh đã muốn chia tay với bả rồi. Nhưng em biết không, bà đã dùng thế lực để uy hiếp anh, chứ nếu không bà cho giang hồ xử anh. Nhi ơi, anh sẽ chia tay với bà, anh chỉ yêu một mình em thôi, tin anh đi mà. Nhi, Nhi anh ơi, Nhi, anh thôi đi. Nhi, tôi sẽ không bao giờ yêu con người sở khanh như anh. Nhi ơi, tin anh đi mà. Nhi, anh đang nghĩ em mà. Nhi, tụi khốn nạn, mình về đi anh. Nhi, với tính cách của Nhi, chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình. Mình cũng nên chấm dứt liền, nếu dây dưa, nếu kéo Nhi, để bà Trang phát hiện ra, trở mặt với mình thì công sức bao lâu nay của mình đổ sông đổ biển hết. Còn chưa kể, giờ mình đã lộ mối quan hệ với bà Trang rồi, phải nhanh chóng xử tên Bảo. Nếu để Nhi gặp được hắn kể lại chuyện này thì sẽ lộ hết kế hoạch thâu tóm Trang Thi của mình.